Rồi, chào em chào kênh LTK, chào bà con cô bác gần xa trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ hôm nay em có về em tí á. Em ở cái sách Sóc Trăng, hôm nay em có về một mớ vôi nhãn xuồng cơm vàng và nhãn nhãn lông và một số mì quế. Mong giao lưu với cô chú gần xa ạ. Dạ con cũng xin cảm ơn cô chú gần xa đã ủng hộ con cái clip vừa qua, cũng hết clip. Mong clip này cô chú anh em cũng ủng hộ hết clip ha. Rồi em xin vào cây số 1. Dạ cây số 1 này là cây nhãn xuồng cơm vàng nha cô chú ơi. Dạ. Cây đang sống khỏe nha cô chú nè. Rồi, em xin vào thông số của nó. Cái đàn bay của nó từ từ vị trí này vô thẳng là 124 nha cô chú ơi. Rồi. Chiều cao của nó là 104 nha cô chú. Màu đất kim chưa khai thác luôn. Rồi. Số hoành à. Hoành ngay vị trí này là 82 nha cô chú. Củ đế nó đặc sệt nè. Khoảng 2 mét. Đường kính bầu của em nó là 84 cô chú ơi. Rồi. Cây số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là 6 triệu ạ. Rồi. Em bao ship 300 cây bao sống cho cô chú nha. Dạ, rồi. Rồi cây số 2 cũng là cây nhãn xuồng cơm vàng nha. Đấy, chắc cừ ha cô chú. Cây này cũng dán bay luôn. Bầu đất ghiên hết luôn. Rồi, để đóng ghê lắm. Bao sống cho cái tàn bay của em nó là 105 cô chú ơi. Rồi. Chiều cao của em nó nè. Tới mặt bầu là 90 ha. Đây 15 đấy. Rồi hoành thân của em nó ngay vị trí này nè. Là 76 nha cô chú. Củ đế đặc sệt, đặc cừ luôn. Cũng tầm 2 mét. Cũ. Rồi đường kính bầu của em nó là 83. Cây số 2 này giao lưu với cô chú là 5 triệu ạ. Rồi. Em xin mời qua cây số 3. Cây số 2 số 3 có cái dáng bài như cái cổng nha cô chú chốt cặp này thì con có cái giá tốt cho cô chú nha. Rồi, cành bay của cây này là 103. Rồi. Chiều cao của em nó là 112 ha. Cái này hơi lũa, quay cho cô chú coi chứ. Nó hơi lũa chỗ này. Nhưng mà quá đá rồi nghe cô chú. Nè nó kéo mặt hết trơn rồi, kéo quá hết trơn này. Nè, kéo vậy. Đó. Thôi có lũa em báo có lũa ha. Rồi hoành thân của em nó tại vị trí này là 83 cô chú ơi. Nè để đường kính bầu của em nó là 88. Rồi cây số 3 này có giá là 4 triệu hơi lũa nên em bán rẻ cho cô chú ha. Nếu mà cô chú chốt cây số 2 số 3 là nó một cặp này, nó đóng quay xa xa cho cô chú coi hai cái cây này đó, chốt một cặp thì em có giá tốt cho cô chú luôn ha. Rồi đổi cây qua cây số 4 ạ. Cây số 4 với chiều cao của em nó là khoảng 1m8 ấy cô chú ơi. Cây này hoành lớn 83 hoành rồi cô chú. Để đóng đẹp dữ lắm, đẹp 24 giờ đến 24 giờ luôn nha, không có thiếu mặt nào hết. Trên 30 năm nha cô chú. Đường kính bầu của nó là 95. Rồi cây số 4 này có giá là 7 triệu nha cô chú ơi. Giao lưu cô chú là giá 7 triệu. Rồi tiếp này em về hơi nhiều nên em quay hơi lẹ nha cô chú. Rồi qua cây số 5 luôn cô chú ơi. Cây này cũng là dáng bay ha.
cái cành bay của nó ngay vị trí này là 127 nha chú. Chiều cao nó từ mặt cắt xuống mặt bầu là 102. Rồi, xin vô hoành thân luôn. Đế 24 giờ quay bộ đế cây này quá khủng, quay cho cô chú coi luôn. Nè. Tròn đều ha. Không thiếu mặt nào hết. Rồi, hoành thân em nói vị trí này là 71 nha cô chú ơi. Rồi, cây số 5 này có giá là 4,5 triệu. Rồi, em xin vào cây số 6 luôn. Cây này dáng tàn đa nha cô chú ơi. Nó hơi bay nhưng mà nó lên này nó giống cái tàn đa hơn ha. Cây này đế nó khủng lắm, quay một vòng cô chú. Cái này bứng cái bầu hột xài luôn, bị cái mặt rễ này nó dài ra nhìn như con thú vậy. Nó tầm ha. Rồi đo cho cô chú tham khảo cái này luôn đi. Nè, từ cái đuôi rễ này như một con cá sấu vậy đó. Nè, từ trong thân ra tới đuôi rễ này 71 nha. Rồi. Rồi xin đo chiều cao của em nói cô chú ơi. Rồi 1,5 m nha cô chú. Cây này bao sống nha. Xin nhắc lại với cô chú là số điện thoại. Số điện thoại của em là 0762 898099, cũng là số Zalo của em ha. Rồi. Em xin đo cái hoành thân. Chưa đo hoành thân quá giá vậy. 95 nha cô chú ơi. Rồi. Đường kính bầu cái này của em nó là 107. Rồi em xin báo giá cây này luôn cô chú ơi. Cây này là giá 8 triệu cô chú ơi. Rồi. Rồi qua cây số 7 luôn cô chú ơi. Rồi, cho coi mặt đế nó dày đặc luôn, không lò thọt xà beng xuống được luôn. Rồi camera quay chồng cái. Dày đặc luôn. Bứng cây này cực lắm cô chú. Không thọt xà beng xuống đất được. Cây đang sống khỏe. Đó. Rồi, xin đo chiều cao của em nó nè. Rồi, cây 1,6 m rồi cô chú. Rồi, hoành thân của em nó là 75 cô chú ơi. Để quái luôn. Bỏ cái thước luôn. Đóng rất là dữ dội nha cô chú. Rồi, cây số 7 này em giao lưu với cô chú là giá 8,5 triệu nha cô chú ơi. Dạ. Rồi, em xin mời qua cây số 8 luôn ạ. Mua, nếu mà mua hết cái lô nhãn xuồng này em có giá tốt cho cô chú ha. Rồi em xin đo chiều cao luôn ạ. Rồi 1,5 m nha cô chú. Cái này tăng lớn. Chín tám của chú ơi. Rồi cây số 8 này có giá là 7,5 triệu luôn cô chú ơi. Rồi em xin nhắc lại, bị đầu clip em quên nói số điện thoại em. Số điện thoại em là 0762898099 nha, cũng là số Zalo của em. Em tí ở cái sách Sóc Trăng. Rồi vô cây số 9. Rồi chiều cao 1,5 m luôn cô chú ơi. Rồi hoành thân của em nói ngay vị trí này là 82 cô chú. Đế cũng đóng đều 24 giờ luôn. Rồi cái số 9 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 6,5 triệu nha. Rồi camera quay một vòng đế cho cô chú xem. Rồi cây số 9 này em giao lưu cô chú là giá 6,5 triệu nha. Rồi vào cây số 10 luôn. Cây số 10 năm trước luôn là có lũa bên này mà đang quá đá này cô chú, đang kéo và kéo vô đóng lại hết rồi. Lũa đây, đây. Rồi chiều cao cũng là 1,5 m nha cô chú ơi.
Hoành thân đó của em nó là 70 ha. Rồi cây này hơi lũa nên bán giá là 3,5 triệu cho cô chú. Rồi cây số 10 này cũng là hết cái lô nhãn xuồng ha, em xin mời cô chú qua nhãn lồng ha. Rồi hết, nếu mà cô chú có mua hết cái lô nhãn xuồng 10 cây này em có giá tốt nhất cho cô chú luôn. Đây bên đây này này, rồi cái này là phôi nhãn lông ha cô chú, lông nhãn mình ha, trái nhãn màu trắng ăn rất là thơm ha. Rồi cây này có mã số là 11 ha, em xin đo chiều cao. Một trăm mười ba chiều cao nha cô chú. Rồi vô hoành luôn. Hoành ngay vị trí này là 84 cô chú ơi. Rồi cây nhãn lông mã số 11 này em xin giao lưu với cô chú giá 4,5 triệu nha cô chú. Rồi qua mã số 12 luôn, cũng là phôi nhãn lông. Phôi nhãn lông em phá thế nó luôn, kiểu như là súng phôi lùng lực cho cô chú mình chơi nha. Mặt rất là lớn nha, nên một gắt bự lùng lực để cũng đều hết cô chú. Rồi chiều cao của nó của em nó là 55 cô chú ơi. Hoành thân của em nó ngay vị trí này là 93 ha. Rồi cây số 12 này cũng có giá là 4,5 triệu nha cô chú ơi, cũng là phôi lông nhãn. Rồi cây số 13 cũng là lông nhãn luôn nha cô chú, để nó có giọng. Này nó bắt liền quá, nhìn rất là đã nha, rất là bắt mắt. Rồi chiều cao của em nó đây, tám mươi ba cô chú ơi, nó có cái mình bay ngay đây 56 nha. Em đo dạo thử cái nhánh này cho cô chú coi nè, 49 cô chú ơi. Rồi em vô hoành thân ha. Chín mươi bốn luôn cô chú ơi, hoành thân ha. Rồi cây số 13 này có giá là 5,500,000 nha cô chú. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại em là 0762898099, cũng là số Zalo của em nha, em tí ở cái sách Sóc Trăng. Rồi cây số 14 cũng là một coi lông nhãn nha cô chú ơi, cây này có dán bài nha cô chú, nó bài ra này. Rồi chiều cao của em nó là 1,5 m cô chú ơi. Rồi hoành thân ngay vị trí này là 89 nha cô chú. Rồi mã số 14 này em xin giao lưu với cô chú là giá 5,000,000 nha cô chú ơi. Rồi em xin mời qua mã số 15 nha. Rồi 15 cây này trực lắc ha, sấy nó giọng, nó muốn giọng chữ C nhưng mà chưa cái thành ha, cũng là phôi nhãn lông ha. Rồi chiều cao của nó em nó khoảng tầm 1,9 m đấy cô chú. Rồi hoành thân ngay vị trí này là 66 cô chú ơi. Rồi cây này, cây nhãn lông này có giá là 2,5 triệu nha, mã số 15. Rồi em xin mời qua mã số 16. Đây nó có cây bộ đế như là một con hươu cao cổ. Tắt. Rồi em xin đo chiều cao của em nó, chiều cao của em nó tầm khoảng 1,9 m nha cô chú. Nó có cái bài này rất là độc lạ nha cô chú.
Rồi hoành thân của em nó à. Bảy mươi cô chú ơi. Rồi cây mã, cây nhãn lông mã số 16 này có giá là 3.500.000 cô chú ơi. Em bao sống cho cô chú, bao ship 300 cây số cô chú ơi. Tất cả nhãn xuồng, nhãn lông em bao ship 300 cây số, có xa hơn thì mình thương lượng nha cô chú. Rồi, cây này cũng tầm 1m8 cô chú, cũng là phôi lông nhãn nha. Nó có cái cạnh bên này rất là lớn rồi cắt luôn. Để hai thân nhìn hơi xấu á. Rồi hoành thân của em nó là 94 nha cô chú. Đường kính bầu của em nó là 79. Đế cũng đều. Đẹp. Rồi. Cây số 17 này có giá là 4.500.000 nha cô chú ơi, phôi nhãn lông. Rồi em hết nhãn xuồng và nhãn lông, mời cô chú qua tham khảo qua một cây sơ ghi và một số phôi và tàn nguyệt quế nha cô chú. Đây, cây sơ ghi. Rồi chiều cao của cây sơ ghi này tầm khoảng là 2,5 m nha cô chú. Đây. Rồi em xin đo hoành thân luôn. Cây sơ ghi này có mã số 18 nha cô chú ơi. Bao sống bao ship cho cô chú 300 cây nữa nha cây sơ ghi này. Rồi mã số của cái mã số hoành của em nó là 68 cô chú. Cây này nặng cây quá trời. Rồi đường kính bộ em nó 73 ha. Rồi cây sơ ghi này em xin mã số 18 này em xin giao lưu với giá là 5 triệu nha. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại em là 0762898099 nha, cũng là số Zalo của em. Em tí cái sách Sóc Trăng nha. Rồi cây 19 là em vô lô nguyệt quế nha cô chú ơi. Nguyệt quế tàn ha, cây này còn nguyên zin luôn, em chưa khai thác gì hết. Đó, tàn em chưa cắt, chưa cuôn gì hết nha. Rồi chiều cao của em nó tầm 2m nha cô chú. Rồi xây vòng tán ngang của nó tầm cũng 1,5 m. Dạ. Rồi em xin đo thông số của em nói ha. Hoành của em nó là 49 nè cô chú ơi. Nó có bị lũa ở đây. Nè, cho chủ nhà cắt ha, nhưng mà quá đá rồi nè. Rồi. Rồi lũa thêm chỗ này một xíu à. Mẹ vợ kéo hết rồi. Kéo lại hết rồi. Rồi, cái số 19 người quế này em xin giao lưu với cô chú là 1,5 triệu nha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo cũng là một phôi người quế cô chú ơi. Chắc thùng nước đi ra luôn chú. Rồi cái này một người quế tàn đấy cô chú. Rồi tàn em nó cũng tầm cao khoảng 2m nha, tán ngang khoảng 1,2 m thôi nha. Rồi cây dáng trực lắc rất là đẹp nha cô chú. Rồi em xin đo hoành thân em nó luôn cô chú ơi. 30 hoành cô chú ơi. Rồi cây số mã số 20 mười quế này em xin giao lưu của cô chú là giá 1 triệu nha. Đối với mười quế này, cây này thì em bao sống bao ship cho cô chú ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi cái điện thoại kêu kêu vợ con nó nghe giùm cái. Rồi cái này em vô cặp luôn, cây hơi nhỏ em vô cặp em bán luôn rồi cô chú ơi. Rồi cặp này đó. Cặp này có mã số là 21 nha cô chú. Đó, em bán cặp luôn cho cô chú dễ lựa dễ mua luôn, mau lẹ ha. Rồi em chỉ đo, em xin đo hoành thân ha. Rồi chiều cao của em nó là 104. Cái này thì 78. Rồi hoành thân của em nó là 30 ha cô chú. Cái này lớn hơn.
Rồi 35 hả cô chú ơi. Rồi cặp này em xin, cặp này có mã số 21 em xin giao lưu là 1,5 triệu một cặp hả cô chú. Em bao ship toàn quốc luôn, bao sóng bao ship toàn quốc ha. Rồi rồi vô cặp, cặp này có mã số là 22 cô chú ơi, cũng là người quế phôi ha. Rồi chiều cao là 110, cái nhỏ chiều cao là 76. Rồi hoành thân của nó nè 32 hoành luôn cô chú, cái nhỏ. Cái lớn này có giá là, ủa có số là 38 nha. Rồi cặp mã số 22 này em cũng giao lưu cô chú là 1,5 triệu em bao sống bao ship toàn quốc ha. Đối với miền quế nha. Xuống đổi cây. Rồi vào cặp mày quế nữa cô chú ơi, mã số 23 ha. 23. Rồi cái này có 1,5 m chiều cao hả cô chú, hai một cặp đều ha. Cái này hơi lùng hơn cái nhỏ cái... Rồi 25 hoành cô chú ơi. Rồi 25 đều ha, cặp này rất đẹp ha. Mua cặp chơi vui. Rồi cặp mèo quế mã số 23 này em xin giao lưu với cô chú là giá 1,2 triệu nha. Em bao sóng bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Rồi đổi cây. Rồi cặp này là cũng là một cặp mực quế cuối clip nha. Dạ mã số của nó là 24. Xem vòng cho cô chú tham khảo ha. Rồi hết cái lô mực quế này cô chú mà có chốt thì em có giá tốt nhất luôn cho cô chú ha. Dạ giá cả mình cứ thương lượng nha. Em xin nhắc lại cái số điện thoại em là 0762898099 nha. Em tin tí ở cái sách Sóc Trăng, đó cũng là số Zalo của em. Rồi chiều cao của em nói cái này là 134, cái này hơi lùng hơn 107. Rồi 22 hoành của chú ơi. Rồi cái này 23 hoành ha. Rồi cây này hơi lũa chỗ này, đây hơi lũa đường thân này mà kéo mặt rồi ha cô chú ơi. Rồi xong cuối clip em cũng xin rồi quên. Trời rồi cặp này em xin giao lưu với cô chú 1,000,000 thôi ha. Dạ em bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Cặp này mã số 24 cũng là một cặp mà quế cuối clip nha. Rồi cuối clip em xin chúc bà con cô bác gần xa trên mọi miền Tổ quốc được nhiều sức khỏe, an lành và thành công trong công việc. Rồi, em xin chào. Cái số em xin nhắc lại cái số điện thoại em là 0762898099, cũng là số Zalo của em. Em là tí ở cái sách Trăng. Em cảm ơn cô chú đã ủng hộ em clip vừa qua hết clip nha. Rồi. Em xin chào kênh.